Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái video trong series game Braha, có nghĩa là cái game đối kháng. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình vào trải nghiệm những vị tướng mới để mình xem nữa là cái vị tướng đấy nó có những cái skill nào, nó lợi hại như nào, vị tướng đấy nó mạnh như nào. Và ngoài ra thì có những cái cách mình chơi để cho leo rank nhanh nha. Thì mỗi lần vào mình sẽ chơi một vị tướng, và hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng hoàn toàn mới. Thì các bạn cùng mình vào để các bạn trải nghiệm xem cái vị tướng đó có phù hợp với lối đánh của mình không ha. Thì các bạn hãy cùng mình vào chơi game nha. Rồi chúng mình cùng đi vào nào. Let's go. To Brawlhalla. Rồi xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục vào chơi. Online. Full card. Three, two, one, brawl.
Volcar. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái video trong series game Braha, cũng là cái game đối kháng. Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình vào trải nghiệm những vị tướng mới để mình xem được là cái vị tướng đấy nó có những skill nào, nó lợi hại như nào, vị tướng đấy nó mạnh như nào. Và ngoài ra thì có những cái cách mình chơi để cho leo rank nhanh nha. Thì mỗi lần vào mình sẽ chơi một vị tướng, và hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng hoàn toàn mới. Thì các bạn cùng mình vào để các bạn trải nghiệm xem cái vị tướng đó có phù hợp với lối đánh của mình không ha. Thì các bạn hãy cùng mình vào chơi game nha. Rồi chúng mình cùng đi vào. Let's go. Rồi xin chào các bạn nha. Online. Chơi 4 luôn hả? 3, 2, 1, roll! Volcar!